Cứ vào dịp cuối năm thì nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới lại tăng vọt. Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhà nước sẽ không in thêm tiền mới để đưa vào thị trường. Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, dù không đưa tiền mới in ra thị trường, nhưng tổng lượng tiền lẻ đã qua lưu thông, cung ứng cho dịp này dự kiến tăng 25% so với dịp Tết 2018. Đây là lượng tiền mới in trong năm và tiền mệnh giá nhỏ đã qua lưu thông để đáp ứng nhu cầu nền kinh tế dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Với số lượng dự trữ như hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đảm bảo cung ứng đầy đủ tiền mặt cho lưu thông về giá trị và cơ cấu các mệnh giá tiền. Việc không đưa tiền mới in mệnh giá nhỏ ra thị trường dịp Tết từ năm 2013 đã giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 2.590 tỷ đồng. Riêng dịp Tết 2019, Ngân hàng Nhà nước ước tiết kiệm được 390 tỷ đồng. Tuy nhiên, cũng có thể khiến cho nhiều người có nhu cầu phải mất số tiền nhiều hơn để đi đổi tiền lẻ tại chợ đen.